thông tin lựa chọn sản phẩm quạt cho mùa hè sẽ là những thông tin mua sắm hữu ích về ghế massage. Massage từ lâu được coi là một phương pháp làm đẹp, chăm sóc sức khỏe được nhiều người yêu thích. Ngày nay, để có một sức khỏe tốt mà vẫn tiết kiệm công sức, có được khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng tư, nhiều người đã lựa chọn sử dụng ghế massage thay thế cho phương pháp massage truyền thống. Sau nhiều ngày tìm hiểu, trải nghiệm dùng thử sản phẩm, bà Hồng đã quyết định đặt mua ghế massage thay vì ngày ngày đến bệnh viện để bấm huyệt. Massage nhằm giảm các cơn đau lưng, mỏi vai gáy, thoái hóa khớp gối gây ra. Mà lưng nhức mỏi lắm, mỏi ngoài vai cổ gáy lắm, thì tôi đau nhức xương, đặc biệt là cái khớp gối này của tôi nó cứ lạo xạo nó kêu ấy. Thì tôi dùng được một tuần, thì tôi thấy lưng của tôi ấy, thì nó đỡ đau. Vai gáy của tôi thì nó cũng không đau nữa, nó không bị nhức nữa. Thì tôi thấy cái máy massage Toshiko T8 này rất là tốt, mà nó có nhiều chức năng công dụng, nó phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt những người già như tôi. Dựa trên nghiên cứu về cơ thể người, ghế massage Toshiko T8 đã áp dụng con lăn massage cố định, trải dài từ phần cổ, vai gáy đến lưng, có khả năng xoay 3 chiều với 3 tốc độ khác nhau. Bên cạnh đó, 30 túi khí căng phồng ôm trọn cơ thể khi được kết hợp cùng công nghệ massage 3D cho phép ghế có khả năng định dạng chiều cao, trọng lượng cơ thể, giúp việc massage được chính xác hơn. Ghế massage Toshiko T8 cũng là dòng máy được trang bị nhiệt hồng ngoại, có khả năng xuyên da tới 3mm. Nhiệt hồng ngoại và kết hợp với ngải cứu ấy, thì tác động rất nhiều lên cơ thể. Ví dụ nhiệt hồng ngoại nó lan tỏa rộng khắp bề mặt của lưng, và trong quá trình lan tỏa như vậy thì nó đưa các cái hoạt tính có trong ngải cứu và trang bị phía sau lưng của máy ấy, đến tất cả các bộ phận, cho nên là hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh, ví dụ như là đau mỏi cổ này, rồi vai này, gáy này, rồi ngang thắt lưng này, rồi các cái đau các cái rẻ liên sườn, và đặc biệt là có cả thêm tác dụng. Hiện nay, những dòng ghế massage được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tiên tiến như Toshiko T8, ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người tiêu dùng đánh giá ghế massage như một món quà mà cuộc sống dành cho những ai biết yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe và biết cách tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc.